Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì chúng ta đã có mặt tại công ty Sen Vàng. Hiện tại đã có mặt tại công ty Sen Vàng ạ. Hôm nay thì các nàng hậu đã tập trung về công ty Sen Vàng để bắt đầu một hoạt động vô cùng ý nghĩa, chia sẻ giúp cho các bà con Hải Dương trong mùa nông sản bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid. Hiện tại thì ở đây có rất là nhiều số lượng nông sản, bắp cải và cà rốt. Hôm nay có sự xuất hiện của Á hậu Diễm Trang, Á hậu Kiều Lan và Á hậu Thúy An. Các ba nàng Á hậu của chúng ta đang làm việc rất chăm chỉ, đang đóng gói nông sản là cà rốt và bắp cải để bán cho những người dân với giá là 0 đồng. Không chỉ có giải cứu nông sản với giá 0 đồng mà chúng tôi còn có thùng từ thiện, thì người dân có thể đến đây lấy số lượng nông sản theo nhu cầu và có thể quyên góp một số tiền bất kỳ thì lòng hảo tâm để trợ giúp, cứu giúp cho những người dân bà con Hải Dương. Đây, hiện tại thì mọi người đang đến để lấy. Đúng rồi. Kiều Lan ơi, xin chào mọi người. À, đây là hai bạn Kiều Lan và đây là hậu Kiều Lan, Kiều Lan và hậu Diễm Trang ạ. À, Thúy An nữa nè. Đây là hậu Thúy An. Nhìn hai máy luôn. Hôm nay mình bán với giá bao nhiêu nhỉ? Đây có không? Hôm nay có ba nàng hậu, đó là Thúy An, Diễm Trang và Kiều Loan, cùng với ekip truyền thông. Mọi người thấy hai bé đứng truyền thông tôi không? Đó, quay lên chim cho các bạn, đây là cái phòng học. Mọi người hôm nay đã có mặt từ rất sớm nha mọi người. Khoảng 7-8 giờ thì mọi người đã ra đây để bày bán các mặt hàng nông sản. Đây là những nông sản được lấy từ tỉnh Hải Dương. Bởi vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid cho nên là các bạn đã chung tay. Rồi quay lại mọi người. Hiện tại thì bạn Đỗ Thị Hà đang ở Hà Nội cho nên là không thể có mặt tại bởi vì ảnh hưởng của dịch bệnh, cho nên là không thể có mặt tại Sài Gòn vào ngày giải cứu nông sản ngày hôm nay. Thì mong là bạn Thanh Mây sẽ tiếp tục theo dõi Hào Việt Nam và chờ đón những hoạt động khác của bạn Đỗ Thị Hà nhé. Cảm ơn bạn Phạm Thị Hồng Hồng. Người ta hỏi là có đóng góp không?
Không, cái này là tại chỗ, không có số tài khoản hay đâu cơ. Rồi. Cái này là tại chỗ vì mọi người lấy chứ lấy về á thì mọi người gọi vô đây thôi. Đây. Bao nhiêu cũng được ạ? Dạ. Mình có dạ. Mình có ít cho ít, có nhiều cho nhiều ạ. À. Đây mấy bạn đang đứng bên cạnh thùng tiền từ thiện ạ. Bạn Nguyễn Ngọc Kiệm, Nguyễn Ngọc Kiệm, hiện tại là chương trình của mình đang diễn ra tại công ty Sen Vàng, 6D Trường Sa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nhé ạ. Cảm ơn bạn Sơn Tùng ạ. Đây ạ. Hậu cũng như là các bạn nhân viên của công ty Sen Vàng bán là gần 5 tấn ạ. Bao gồm cà rốt và bắp cải. Đây. Tổng cộng là 5 tấn nha. Các bạn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì có thể ghé qua 6D Trường Sa công ty Sen Vàng để đến quyên góp và ủng hộ cho chương trình giải cứu nông sản cho bà con Hải Dương một ít nhé. Đúng rồi. Cảm ơn bạn Go Spring. Làm lúc xây máy hả? Đúng rồi. Đây ạ. À. Hiện tại thì có thể xuất mặt của bạn Á Hậu Phương Anh ạ. À. Xin chào Hậu Phương Anh. Phương Anh chào các bạn fan của Hậu Việt Nam nè. Rồi. Hôm nay Phương Anh cũng tham gia vào chương trình giải cứu nông sản Hải Dương nha. Đây. Rồi, Phương Anh tiếp tục vào giúp đỡ các bạn đi nha. Cảm ơn bạn Nguyễn Hạng Hải. Cảm ơn bạn Hà Đương. Mình sẽ thích nốt. Bạn Huyền Nguyễn, dạ không, hôm nay mình chỉ bán với số lượng là 5 tấn thì chắc là trong hôm nay sẽ bán hết số lượng 5 tấn luôn. Và sắp tới thì nếu có thì chúng mình sẽ tiếp tục thông báo ạ. Hello, anh Kiều Lan. Hôm nay bạn Kiều Lan, bạn Diễm Trang, bạn Thúy An đã có mặt ở đây rất là sớm nha mọi người. Để mà đóng gói hàng hóa. Tại nơi ai ở đâu đến đấu đêm chúng ta không có về à, cái vùng vui vẻ lấy một phần đó về nhà. Cải rất là ngon, bắp cải rất ngon mọi người, bắp cải rất là ngon và cà rốt rất là tươi, hạt tươi. Đi nè, ở đây nè. À bạn Quyên Quyên, Thúy Vy có đây nha mọi người. Bạn Quyên Quyên đây, bạn Thúy Vy đây ạ. Bạn Thúy Vy đang. Dạ bạn Hoa Lựu, hiện tại chúng mình đang bán tại công ty Sen Vàng ạ. À. Địa chỉ là 6D Trường Sa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha. Này về xào với bò, trời ơi tuyệt vời. Xào không cũng đủ ngon. Xào không cũng đủ ngon. Thôi, hả? Đầu tiên là mình sẽ ủng hộ trước. Nấu canh luôn mọi người nha.
còn lại cái nước đó mình bảo mình vô mình làm rất là ngon. Đây mọi người ơi, rất là tươi luôn mọi người, nhìn là ăn liền đó. Mua không cần bao nhiêu cặp bò gì đó bỏ vô xào tuyệt vời. Tham gia chương trình hôm nay thì các bạn Á Hậu, Hoa Hậu cũng có đóng góp một phần cho chương trình để giúp đỡ các bà con Hải Dương trong mùa Covid ạ. Đây tất cả đều là nông sản được lấy từ Hải Dương nha. Cảm ơn bạn Hợp Đỗ. Các bạn ơi, nếu mà bạn ở trong khu vực Bình Thạnh thì hãy khu vực Bình Thạnh đây ạ, đây là Hậu Thúy An. Các bạn nếu đang ở khu vực Bình Thạnh hoặc là trong thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể ghé qua công ty Sen Vàng 6D Trường Sa để có thể giúp đỡ bà con Hải Dương. Nông sản rất là rau rất là ngon nha mọi người, cà rốt rất là ngon ạ, bắp cải rất là ngon. Bạn Minh Tiệp ơi, đây là toàn bộ là những nông sản được trồng tại Hải Dương nha. Bởi vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid cho nên rằng công ty Sen Vàng cũng như là các bạn Hoa Áo Hộ và cũng như là toàn thể nhân viên của công ty Sen Vàng đã chung tay mua tổng cộng là 5 tấn cà rốt và bắp cải để có thể giúp người dân ạ. Không chỉ là bán bắp cải, cà rốt với giá 0 đồng mà mọi người cũng hay đến đây để có thể ủng hộ bằng cách là cho đại hiện kim vào trong thùng tiền từ thiện ạ. Đây ạ. Thì bên trong này cũng đã có rất là nhiều số tiền được mọi người, người dân ở đây quyên góp. Các bạn đừng quên ghé công ty Sen Vàng, địa chỉ 6D Trường Sa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để có thể ủng hộ nha. Đây à, bạn Thúy Vi đang đóng gói rồi. Không, hôm nay là chúng ta bán với giá 0 đồng nha mọi người. Với giá 0 đồng nhưng mà người dân có thể bán với giá 0 đồng nhưng mà người dân có thể ủng hộ bằng cách là đưa tiền vào trong thùng từ thiện ạ. Đây là quang cảnh mọi người. Người dân cũng đã có mặt ở đây từ rất sớm nha để có thể đến và mua ủng hộ cho bà con hãy mày qua tao đây. Đây là chiếc áo của chương trình nè. Đây chiếc áo có chữ chia sẻ hải cùng Hải Dương ạ. Hôm nay chúng mình bán với giá 0 đồng nha mọi người. Đây. Với giá 0 đồng nhưng mà mọi người vẫn có thể ủng hộ bằng cách là quyên góp tiền từ thiện nha. Cảm ơn bạn Quang Nguyễn. Thôi thì các bạn đều tuân thủ các biện pháp và phòng chống dịch nha. Đều đeo khẩu trang. Nông sản đều được kiểm duyệt. Tất cả những nông sản này đều rất là tươi, ngon nha mọi người. Và mang trực tiếp từ Hải Dương về nha. Tổng cộng số lượng là 5 tấn nha mọi người. Hiện tại còn rất là nhiều nha các bạn. Nếu mà đang có mặt ở khu vực Bình Thạnh hoặc là thành phố Hồ Chí Minh thì có thể ghé công ty Sen Vàng, địa chỉ là 6D Trường Sa để có thể tham gia chương trình giải cứu nông sản cho bà con Hải Dương mùa Covid nhé. Cảm ơn bạn Bùi Quang Hưởng. Đây bạn Nguyễn Thu Phương, bạn Nguyễn Thị Vũ Phương. Đây Á Hậu Phương Anh của bạn Vũ Phương đây ạ.
Đây bạn đã hỏi Phương Anh đang làm việc rất là cẩn thận nha. Đây Phương Anh nói chào bạn đi. Đó. Đây Phương Anh đang nấu hàng cho mọi người. Đây cà rốt, đây rất là tươi nha, rất là ngon nha mọi người, mang về xào là mọi người ghé qua ủng hộ đi. Đây địa chỉ là 6D Trường Sa nha mọi người, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh nha, công ty Xanh Vàng nha mọi người. Ghé ủng hộ các bạn nha. Chỗ này. Vâng, cảm ơn bạn Trần Hoa ạ. Đây là Hậu Thi An đang mang nông sản đến để cho người dân. Người dân đã mua với giá là 0 đồng nha mọi người. Đây, và cô đã ủng hộ. Đây. Chị Lona ơi, gọi tên bạn nè. Đây. Dương Ngọc. Hello, Lona xin chào bạn nha. Ta-da. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều ạ. Bạn Nguyễn, dạ bạn Tiểu Vi hiện tại thì đang có công việc gấp ở quê hương cho nên là không thể nào bay kịp vào Sài Gòn để tham gia cái buổi giải cứu nông sản cho bà con Hải Dương hôm nay. Tuy nhiên thì mong bạn có thể tiếp tục theo dõi Họ Việt Nam để có thể theo dõi tất cả những hoạt động tiếp theo của bạn Tiểu Vi cũng như các bạn Hà Hậu nha. Dạ. Đây là một hành động vô cùng ý nghĩa ạ. Đây. Ngoài hành động này thì các bạn Hà Hậu trong thời gian qua cũng đã tham gia rất là nhiều những hoạt động khác nhau để có thể giúp đỡ người dân ở các tỉnh khác trong mùa Covid. Vì dịch bệnh Covid ảnh hưởng tới đời sống của chúng ta rất là nhiều ạ. Đều là những loại nông sản rất là tươi ạ. Được mang trực tiếp từ Hải Dương về ạ. Diễm Trang, Á Hậu Kiều Lan, Á Hậu Phương Anh, Á Hậu Thúy An và Hoa Khôi Huỳnh Thúy Vi nha. Đây 5 tấn nha mọi người, 5 tấn cà rốt và bắp cải. Có rất nhiều bạn Á Hậu đã có mặt tại đây từ rất sớm và toàn thể các bạn nhân viên của công ty Sen Vàng đều xuất hiện ở đây để có thể đóng gói hàng hóa và bán cho người dân với giá 0 đồng nha. Hôm nay là chương trình giải cứu nông sản cho bà con Hải Dương mùa Covid nha. Dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta rất là nhiều, đặc biệt là người dân Hải Dương trong thời gian qua. Và trong đó thì nông sản đến mùa thu hoạch thì bởi vì do dịch bệnh Covid cho nên là không thể tiêu thụ được. Và đó là lý do mà chúng tôi đã mua 5 tấn và mang về đây bán với mọi người, bán cho mọi người với giá là 0 đồng nha mọi người. Rồi bạn Vũ Thanh Thủy, ở đây là công ty Sen Vàng, địa chỉ 6D Trường Sa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha tất cả các bạn. Nếu mà ai đang có mặt tại Sài Gòn hoặc là có nhiều lên chiếc đấy. Dạ, nếu mà bạn đang có mặt tại Sài Gòn hoặc là quận Bình Thạnh thì có thể ghé công ty Sen Vàng, địa chỉ 6D Trường Sa nha. Hai bịch luôn đi. Thôi các bạn Á Hậu chúng ta đang làm việc rất là
chăm chỉ. Á hậu Diễm Trang ơi, chào mọi người đây nè. Á hậu Diễm Trang, rồi Á hậu Phương Anh, rồi biết mọi người có biết là Á hậu Phương Anh rất là vừa xinh đẹp vừa học giỏi không mà. Bách Long Viên ơi, số 6 đây đường Trường Sa nha. Các bạn ở khu vực Quận Bình Thạnh hãy ghé đây nha. Cảm ơn Hữu Trọng Lê ạ. Á hậu Kiều Lan là á hậu của cuộc thi Miss World Việt Nam 2019 nha mọi người. Á hậu Thúy Anh là á hậu của Hoa Việt Nam 2018 ạ. Á hậu Diễm Trang là năm 2014 ạ. Á hậu Phương Anh là mới đây luôn là hoa hậu 2020, á hậu của cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2020. Đây là chiếc áo đều có in chữ đằng trước chia sẻ cùng Hải Dương và đằng sau đây ạ. À, chia sẻ đây bạn bạn Trịnh Yến Hoa đây, bạn hỏi thăm bạn Phương Anh. Phương Anh có thể chia sẻ một chút về chia sẻ với các bạn fan của fanpage Hồ Việt Nam về cái buổi giải cứu hôm nay được không ạ? Chia sẻ mọi người có thể thấy rằng là hiện tại tụi mình có hai cái món chiên nước chả cà rốt với lại bắp cải, mọi người có thể ủng hộ bà con người dân ở Hải Dương và các đơn vị bên 6D Trường Sa để mình mua cái này và sau đó mình sẽ góp cho người thì đây mình vừa mua nông sản cho người dân và đồng thời cũng là góp cái cộng đồng tâm cho người dân. Rồi cảm ơn bạn Học Phương Anh. Bạn Vũ Đức Tân ơi, chúng mình đang ở công ty Sen Vàng, địa chỉ là 6D Trường Sa, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Các bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Quận Bình Thạnh thì có thể ghé qua đây nhé, để có thể ủng hộ và gặp gỡ các bạn á hậu xinh đẹp của chúng ta nè. Bạn Hiếu Kiều ơi, chúng mình bán với giá là 0 đồng nhé. Và với giá 0 đồng thì các bạn có thể vẫn có thể ủng hộ các bạn và bà con ở Hải Dương bằng cách là đóng góp trong thùng từ thiện này ạ. Đây là cái thùng từ thiện này ạ. Đây. Từ sáng giờ thì đã rất có nhiều người ủng hộ. Bạn Hiếu Kiều ơi thì mình không có ship ạ. Cái này là người dân đến đây và sẽ mua trực tiếp luôn và sau đó thì có thể đóng góp tại thùng từ thiện nha. Đây. Đâu Kiều Lan đang đứng bên cạnh thùng từ thiện đây mọi người. Đây. Rồi, Kiều. Kiều Lan có thể chia sẻ cảm xúc khi mà bạn tham gia cái chương trình ngày hôm nay không ạ? Quá vui luôn. Có các công việc này đấy, dây ở quê cho nên là còn hăng hái hơn bình thường. Ừ. Ok, cảm ơn bạn đã học Kiều Lan. Dạ bạn Hiếu Kiều ơi, nếu như mà mình không có dịp để mà lên Sài Gòn thì nếu như mà những chương trình hoạt động từ thiện của các bạn hóa hậu tiếp theo mà có diễn ra ở Vũng Tàu thì chúng mình vẫn có thể ủng hộ được nha. Bạn Hiếu Kiều hãy tiếp tục và theo dõi Hậu Việt Nam để cập nhật những thông tin và những hoạt động khác của các bạn hoa hậu nha. Thì nếu như mà có sự kiện nào sẽ diễn ra ở Vũng Tàu thì bà mong bạn có thể tiếp tục đồng hành và tham gia với lại Hậu Việt Nam nhé. Cảm ơn bạn. Dạ bạn Vũ Sửa ở đây đang là vừa mình đang có chương trình là giải cứu nông sản cho bà con Hải Dương mùa Covid ạ. Và địa điểm là công ty Sen Vàng 6D Trường Sa, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh nha. Ừ.
đây người dân đang lựa. Hậu Thúy Anh cũng đang giúp người dân. Bạn Nguyễn Ngọc Hùng ơi, ở đây là công ty Sen Vàng ở địa chỉ 6D Trường Sa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Mọi người hãy tiếp tục chia sẻ cùng với lại bà con Hải Dương nhé. Rồi cảm ơn bạn, bạn Nga nhé. Đây bạn Trần Mai ạ. Bạn Kiều Loan đang ở đây nhé. Bạn Kiều Loan đang ở đây nha. Đây. Bạn Trần Mai nè. Đây bạn Trần Mai, Kiều Loan chúng ta nha. Chuyện đúng rồi. Đây. Kiều Loan nói chào Trần Mai đi nè. Đấy. Chào bạn Trần Mai. Đây. Kiều Loan nha. Đây còn có xuất hiện của rất nhiều bạn khác nè, Hoa Khôi TV nha, Á Hậu Diễm Trang, Á Hậu Diễm Trang đây, đây rồi Á Hậu Phương Anh và Á Hậu Thúy An. Nếu mà đang ở Bình Thạnh hãy ghé qua đây nha mọi người. Xin chào bạn Trịnh Đến Hoa ạ. Bạn Trịnh Đến Hoa nếu mà đang có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh thì hãy ghé qua địa chỉ là công ty Sen Vàng 6D Trường Sa quận Bình Thạnh để giúp đỡ mọi người nha. Mọi người ơi, mình xin đổi admin đang chuẩn bị giải cứu đây ạ. À. À đây là chị Phương Thảo, đây là chị Trầm Ngọc. Rồi quá lẹ mấy bạn ơi. Chúc các người đẹp thật tuyệt vời. Dạ đúng rồi, cảm ơn bạn. Bệnh viện Zip Boy nha, ở đây là công ty Sen Vàng, địa chỉ là 6D Trường Sa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Có chỗ rộng nè. Nếu mà ai đó có mặt tại quận Bình Thạnh, sống gần khu vực quận Bình Thạnh hoặc là trong khu vực là thành phố Hồ Chí Minh thì rồi, cảm ơn bạn Trịnh Đến Hoa nha. Được cho đẹp nha. Góc rộng nha anh. Nói mọi người mình đi chụp hình một cái. Ừ, nói mọi người mình chụp hình cái. Nó quay đi ra chỗ khác thôi ơi. Mọi nói trong livestream. Để đó. Để đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm nha.
Hậu Phương Anh nè. Này Hậu Phương Anh đang giúp cho bác. Đây. Đây. Với giá là 0 đồng nha. Hôm nay nông sản sẽ được bán với giá là 0 đồng nha. Và tiền mọi người ủng hộ tùy tâm. Mọi người có thể ủng hộ bao nhiêu cũng được. Và tất cả sẽ được đưa vào thùng từ thiện. Thì đây số tiền này thì sẽ giúp đỡ cho người dân Hải Dương trong cái mùa bệnh dịch Covid nha. Mới hỏi mấy đêm rồi quay. À, chờ xíu bán cái đã. Gì vậy? Gì vậy? Để bỏ ra đi. Em ơi em. Mọi người ơi, ai đang sinh sống tại gần khu vực Bình Thạnh hoặc là trong thành phố Hồ Chí Minh thì hãy ghé công ty Sen Vàng địa chỉ 6D Trường Sa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ bà con Hải Dương nha. Đây có sự xuất hiện của rất là nhiều bạn, người đẹp luôn nè, người đẹp Á Hậu ạ. Hoa Khôi. Ơi. Bao nhiêu lượt coi rồi? 800 đây coi. Á Hậu Kiều Loan ráp cà rốt cho mọi người. Ok. Mọi người ơi, đó chia sẻ mạnh tay nha, chia sẻ mạnh tay nha. Lên 1.000 lượt xem thì sẽ có sự góp dầu của kiểu là 1.000 nghe. Các bạn có muốn nghe Hồ Kiều Loan rap không ạ? À? Hãy share mạnh tay nha. Hãy lan tỏa những cái điều tốt đẹp. Sẽ có 1.000 mà thường quân, nếu là 1 triệu là người đang xem thì anh Tuấn Bi sẽ có một suất lưng bò tặng cho những người may mắn. 1 triệu lượt xem. 1 triệu lượt xem. Hiện tại là 1 triệu lượt xem. 1 triệu lượt xem thì Tuấn Bi sẽ dành tặng cho 2 hũ lưng bò. 2 hũ lưng bò rất ngon nha mọi người. Làm ý nghĩa mà nông sản cà rốt và bắp cải tươi xanh, bắp cải chúng ta có thể luộc, chúng ta có thể ăn luộc được, hoặc là xào với thịt bò, xào với gừng, và đặc biệt là rốt chúng ta ép lấy nước, đúng không, ép lấy nước uống rất là đẹp da mọi người nha. Nhớ ai ở đâu xa về thì 6D Trường Sa, phường 17 quận Bình Thạnh, công ty Sen Vàng để lấy những cái phần nông sản để chia sẻ cho bà con Hải Dương cho mọi người nha. Nhanh chân mọi người, còn rất nhiều. Còn rất nhiều, 5 tấn lại nha mọi người. 1 triệu lượt xem. Đó, nghe. Tuấn Bi sẽ tài trợ 2 hũ con bò. 2 hũ con bò nha. Các bạn đã có dự định là sẽ chế biến như thế nào với cà rốt cũng như là bắp cải chưa nào? Mà để ăn hẳn đi chứ mày coi coi thể nhức đầu lắm. Đây, Kiều Loan đây. Đây có rất nhiều bạn Á Hậu luôn. Này rất đông luôn nha mọi người. Đây Á Hậu Thi An, Á Hậu Diễm Trang. Đây, Hoa Khôi TV. Á Hậu Kiều Loan và đây là Á Hậu Phương Anh nha. Đây thùng từ thiện của chúng ta càng ngày bắt đầu càng đầy rồi nè mọi người. Đây, từ lúc 8 giờ sáng tới giờ nha, thùng từ thiện càng ngày càng lúc đầy rồi nha. Đây là tên của chương trình nha, chia sẻ cùng Hải Dương, giải cứu nông sản cho bà con Hải Dương mùa Covid đây. Và đây Tiêu Hoa Hậu. Không chỉ có các bạn Á Hậu, bạn Hoa Khôi mà còn có xuất hiện của rất là nhiều bạn đến từ công ty Sen Vàng nha. Đây là các bạn nhân viên công ty Sen Vàng nha mọi người. Mọi người hãy ghé công ty Sen Vàng, địa chỉ 6D Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây là một bộ máy của công ty tôi, là một bộ máy cho mọi người, làm theo bộ máy cho mọi người. Đây, vẫn còn rất nhiều nha mọi người. 5 tấn lận nha.
bạn sẽ xem củ cà rốt nè. Đây. Rất ngon nha. Đây tất cả những cà rốt và bắp cải này đều được mang từ Hải Dương về nha. Đây, vì ảnh hưởng của bệnh dịch Covid cho nên là do ảnh hưởng của bệnh dịch Covid cho nên là chúng tôi công ty Xanh Vàng cũng như là rất là nhiều bạn á hậu. Đây, đây có sự thiệt của rất là nhiều các bạn á hậu luôn. Đây, có mặt tôi rất sớm nha để có thể giải cứu nông sản nha. Đây, tất cả đều được đóng sẵn. Hiện tại thì bắp cải đã gần như là hết rồi ạ. Bắp cải được rất là nhiều người chọn nha. Hiện tại thì còn rất là nhiều cà rốt ở đây. Cà rốt nấu cũng rất ngon nha mọi người. Đúng rồi, đẹp da sáng mắt nha. Đây, tụi mình không thể nào mà ship được cho nên là các bạn nếu mà có dịp thì hãy ghé trực tiếp để có thể mua và ủng hộ mọi người luôn nha. Rồi, cảm ơn bạn Hương Thanh Yoga. Bạn Quỳnh Trâm Nguyễn ơi, hiện tại thì bên mình không có ship được đâu nha, tại vì bên mình chỉ bán trực tiếp tại chỗ, tại địa chỉ là công ty Xanh Vàng, địa chỉ là 6D Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh nha. Đây, vì tại vì tụi mình là không phải là buôn bán với mục đích là thương mại, mà tụi mình buôn bán để giúp đỡ cho bà con Hải Dương à, để giải cứu cho nông sản nha. Cho nên là tụi mình sẽ ưu tiên là bán trực tiếp cho tất cả những người đến đây và cũng nhận tiền quyên góp cho bà con Hải Dương trực tiếp luôn nè. Đây là cái thùng từ thiện ạ. Địa chỉ là công ty Sen Vàng, 6D Trường Sa, quận Bình Thạnh nha, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. À, bạn Bách Long Viên ơi, hiện tại thì chị Phạm Kim Dung cũng đang có công việc đồ sách cho nên là chưa thể có mặt tại đây. Thì nếu mà bạn hãy tiếp tục theo dõi Hoa Hậu Việt Nam và theo dõi những cái hoạt động tiếp theo của các bạn Hoa Hậu Á Hậu cũng như là chị Phạm Kim Dung nha. Sắp tới sẽ còn rất là nhiều hoạt động ý nghĩa khác à. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ạ. Còn rất là nhiều nha mọi người, đa phần là cà rốt ạ. Bắp cải đã được mọi người giải cứu. Còn cà rốt nhé. Có thời gian thì hãy ghé đó nha mọi người. Cảm ơn bạn Nguyễn Chính ạ. Đây. Đây à, có thể đóng góp bao nhiêu cũng được ạ. Gửi trên hai bộ màu trắng với màu xanh. Đây ạ. Rồi. Và cô đã mua với giá là 0 đồng. Bên cạnh đó thì cô còn đóng góp ủng hộ. Đúng rồi, cô còn ủng hộ nữa. Rồi, cảm ơn bạn Trần Cường Anh nha. Chúc bạn sức khỏe luôn ạ. Nếu có dịp thì hãy giúp đỡ nha. Nếu có dịp thì hãy ghé lên đây và giải cứu nông sản Hải Dương nha các bạn. Á Hậu Diễm Trang ơi, Á Hậu Diễm Trang ơi, không biết là cà rốt có tác dụng gì cho chúng ta ta. Không biết làm món gì thì ngon ha. Trời ơi, quá ngon luôn. Mọi người có muốn được anh thử đồ ăn của Hậu Diễm Trang nấu không ta? Rồi, cảm ơn bạn Phạm Giá Hân ạ. Dạ, bạn Bách Long Viên ơi, tiền quyên góp cũng sẽ tiếp tục được ủng hộ và cứu giúp cho bà con Hải Dương nha. Tổng số tiền quyên góp hôm nay tụi mình sẽ công bố sau nhé.
các bạn hãy tiếp tục theo dõi fanpage Hoa Hậu Việt Nam để có thể theo dõi những hoạt động tiếp theo của các bạn Hoa Á Hậu Người Đẹp do công ty Xem Bạn quản lý nha. Trời ơi các bạn ơi, tiếp tục xe livestream mạnh đi ạ. Giờ còn có 700 mấy à. Trời ơi, tụ quá vậy. Tụ cái khẩu trang xuống tí xíu cho ta coi mặt nè. Đây Kiều Lan thiệt nha. Đó rồi. Đúng rồi. Rồi hôm đây. Vì hôm nay là bởi vì vẫn còn dịch bệnh Covid. Vẫn còn hành. Dạ bạn Ngân Nguyễn Thị Xuân ơi, ở đây là công ty Xanh Vàng nha, địa chỉ là 6D Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Nguyễn Chí Dũng ơi, hôm nay tụi mình bán với giá là 0 đồng nha, đây, giá 0 đồng nha, nhưng mà bạn có thể ủng hộ bằng cách là, đây, quyên góp ạ. Số tiền này thì chúng mình sẽ tổng hợp lại và sẽ công bố trên fanpage Hội Việt Nam sau nhé các bạn. Số tiền này cũng sẽ tiếp tục được sử dụng với mục đích là giúp đỡ những bà con Hải Dương à, trong mùa Covid. Những bạn nào mà không có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi fanpage Hòa Việt Nam để có thể theo dõi những hoạt động tiếp theo nha các bạn ha. Hòa Việt có sẽ trong tương lai cũng sẽ có thể đến rất là nhiều tỉnh thành khác để có thể giúp đỡ à. Đông nhiều thế nào? Có mấy người muốn chuyển khoản không? Có. Nhiều người muốn xin tài khoản chuyển khoản thì họ có quyền sao? Chuyển khoản rồi này sao? Không biết là chuyển khoản. Chuyển khoản có gì chưa? Rồi cảm ơn bạn chim hóa quê tôi ạ. Dạ chị phải lên chị lo cái tài khoản thêm đó. Giờ em hỏi hai em căng chị luôn cho tôi chứng đây là một trong số những rất là nhiều chương trình ý nghĩa mà các bạn Hoa Hậu đã cùng làm với nhau trong thời gian qua ạ. Thì trong năm 2020 vừa qua thì đất nước ta thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều bởi dịch bệnh Covid-19. Thì các bạn cũng đã có rất là nhiều hoạt động ý nghĩa để giúp đỡ xuyên suốt thời gian qua. Thì hôm nay thì các bạn lại tiếp tục có mặt ở đây để đóng gói nông sản được lấy từ Hải Dương và mang đến địa chỉ là công ty Sen Vàng 6D Trường Sa, quận Bình Thạnh để có thể bán với người dân, bán cho mọi người ở đây với giá là 0 đồng nha mọi người. Mặc dù là giá 0 đồng thôi nhưng mà vẫn có thể ủng hộ qua thùng quyên góp. Dạ bạn Nguyễn Ngọc Hùng. Bao nhiêu rồi mình cho các bạn xem một vị khách mời đặc biệt nè. Chưa từ. Anh lo mở camera lên cho bạn. Chưa từ đấy. Mở camera lên vậy chứ vậy. Không chỉ có mặt ở đây để đóng gói hàng mà rồi. Các bạn Á Hậu cũng đã đóng góp từ trước nha mọi người. Đây Á Hậu Phương Anh đây ạ. Hậu Phương Anh hãy nói một câu tiếng Pháp gì đó đi mọi người. Em mặn quá vậy. Đây là cà rốt ai cũng biết. Cà rốt. Thôi về chào, hãy gửi lời chào và chúc sức khỏe tới các bạn fan Hoa Hậu Việt Nam bằng tiếng Pháp đi. Rồi bây giờ dịch câu đó sang tiếng Việt nè cho mọi người hiểu nè. Cảm ơn Hồng Phương Anh. Này. Để đảm bảo an toàn trong mùa bệnh dịch cho nên là các bạn người đẹp
Á Hậu, Hoa Khôi đều đeo khẩu trang nha mọi người, đều đảm bảo tốt tất cả biện pháp phòng chống dịch. Đây, ai cũng đeo khẩu trang nha mọi người. Đây, A Hậu Thiên Anh đây làm việc rất là chăm chỉ nha. Đây, đây, đây. Đây, đây các bác đã mua với giá là 0 đồng và còn ủng hộ thêm cho chương trình nha. Đây, A Hậu Thiên Anh chào mọi người đi nè. Vẫn còn bắp cải đúng không? Bắp cải hết rồi. À, bắp cải hết rồi, bắp cải nó khá là đắt hàng nha. Từ mọi người mua rất là nhiều nha. Và lại đa phần là cà rốt nè. Đây. Hey, A Hậu Thiên Anh. Hey. À, bạn Nguyễn Ngọc Hùng, mình tên là Thảo nha. Mọi người đều mặc áo có chữ là chia sẻ cùng Hải Dương. Tổng cộng số lượng ngày hôm nay là 5 tấn nha mọi người, 5 tấn nông sản được lấy từ Hải Dương về. Mọi người ơi, bởi vì ảnh hưởng của bệnh dịch Covid cho nên là số lượng nông sản này rất là khó để tiêu thụ. Và chúng tôi công ty Sen Vàng cũng như là các bạn Á Hậu, Á Hậu đã có đóng góp và mang số lượng nông sản đó về đây bán tại 6D Trường Sa, công ty Sen Vàng, ngoài Bình Thạnh, Sài Gòn. Bạn Anh Hà ơi, hiện tại thì bạn, một số bạn Hoa Hậu thì đa phần là đều sinh sống tại Hà Nội hoặc là đang ở quê nhà, vì các bạn bởi vì tình hình bệnh dịch vẫn chưa có kiểm soát được á, cho nên là rất khó để có thể xuất hiện tại Sài Gòn, có mặt tại Sài Gòn ngày hôm nay. Rồi, hiện tại các bạn vẫn còn công việc riêng, rồi một phần nữa là cũng đi lại di chuyển từ Hà Nội vào đây thì cũng sẽ rất là có nhiều rủi ro về tình hình bệnh dịch. Dạ đây ạ, đây cô ạ, đây ạ. Rồi, con cảm ơn cô nhiều quá ạ. Đây ạ. Có mặt từ rất sớm nha, từ 7-8 giờ là các bạn Á Hậu đã có mặt ở đây rồi nha mọi người. Bây giờ thì chắc cũng đã là 9 giờ nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, quan tâm và ủng hộ các bạn Hoa Hậu, Á Hậu trong suốt thời gian qua, tiếp tục cổ vũ cho các bạn để có thêm động lực giúp đỡ và làm nhiều việc ý nghĩa cho bà con nhé. Cảm ơn bạn Hà Đinh. Đây ạ, mọi người ơi, đây. Bạn Nguyễn Ngọc Hùng ơi, mình là sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Và mình cũng là đến từ công ty Sen Vàng luôn. Đây, công ty Sen Vàng. Địa chỉ 6D Trường Sa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây. Số tiền đang càng ngày càng nhiều hơn nha. Và cái thùng từ thiện này đấy đang được lấp đầy bằng những tình yêu thương đến từ tất cả những bà con, người dân đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh đến để có thể tham gia chương trình giải cứu nông sản cho bà con Hải Dương. Đây. Đây, các bạn nhân viên của công ty Sen Vàng đang cật lực đóng gói hàng hóa để có thể bán cho bà con với giá 0 đồng. Và mọi người ơi, có sự xuất hiện đặc biệt của bà Trùm Hoa Hậu nè, Phạm Kim Dung ạ. Đây là tổng giám đốc công ty Sen Vàng ạ. Đây. Đây. Anh nhảy lên. À, mọi người ơi, hôm nay có sự xuất hiện đặc biệt của đạo diễn Hoàng Nhật Nam nha.
đây à, đạo diễn Hạo Nam đã có mặt tại chương trình à. Đây. Và anh đang bắt đầu. Dạ hôm nay chương trình xin bán với giá 0 đồng nha anh. Giá 0 đồng nha hả? Đây cà rốt đây mọi người, đây cảnh cảnh cà rốt nha, cà rốt tươi luôn nha, được mang từ Hải Dương về luôn nha. Em quay anh đi nè. Đây à, đang live stream trên fanpage Hậu Việt Nam nha anh ơi. Đây anh Nam ơi, chào cũng nhỏ thôi nha mọi người. Đây là đạo diễn Hoàng Nhật Nam nha mọi người. Các bạn có theo dõi chương trình ca sĩ hình tượng không ta? Ngồi xuống Vy ơi, ngồi xuống Vy ơi. Giờ các bạn có nhận ra đây là ai không ạ? À? Còn đây là vị giám khảo của ca sĩ hình tượng nha mọi người, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nha. Đạo diễn Nội Tâm. À, đạo diễn Nội Tâm. Nội Tâm. Quá trời đông mọi người. Kẹt đường luôn. Số lượng 5 tấn bây giờ thì đã không dẫn, không vơi được rất là vơi đi một số lượng khá là nhiều rồi nha. Hiện tại thì chỉ còn cà rốt thôi à, các bạn hãy nhanh chân ghé công ty Sen Vàng, địa chỉ là 6D Trường Sa, quận Bình Thạnh, phường 17 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để có thể mua số lượng nông sản này với giá là 0 đồng nha. Với giá 0 đồng nhưng mà các bạn có thể tiếp tục giúp đỡ cho bà con Hải Dương bằng cách là quyên góp đi ạ. À. Đây, đây là thùng quyên góp đây, số tiền đang càng ngày càng tăng hơn nè. À. Đây. Và sắp được lấp đầy rồi nha. Cảm ơn các bạn. À, bạn Lan Nguyễn ơi, hiện tại thì tụi mình không có bán online nha. Thì tụi mình chỉ ưu tiên giải cứu bằng cách là bán trực tiếp cho những người mà đang sinh sống tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những người ghé đến đây. Đây và số tiền sẽ được đây, đây sẽ được bà con ủng hộ đây ạ. À. Đừng quên theo dõi fanpage Hậu Việt Nam nha mọi người. Để tiếp tục và để tiếp tục tham gia ủng hộ. Cảm ơn bạn Nam Ha Ha nhé. Bạn Nguyễn Ngọc Hùng ơi, thì tại thì mình đang là người cầm máy live stream cho nên là mình không thể tự quay được nha. Nếu có dịp thì mình sẽ còn rất là nhiều nha. Đây, đạo diễn Hoàng Nhật Nam của chúng ta. Trước đó thì mọi người có theo dõi chương trình là Đà Nẵng Quảng Nam chịu có tìm hướng về không nhỉ? Đây, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã là người phát động và kêu gọi mọi người ủng hộ cho chương trình Đà Nẵng Quảng Nam chịu có tìm hướng về. Thôi, cảm ơn cô gái Hà Lan nha. Chúc cô gái Hà Lan cũng thành công trong công việc nha. Nếu có dịp thì bạn hãy ủng hộ cho chương trình nha. Đây, mọi người đến rất là đông luôn. Đây. Mọi người đến rất đông luôn. Giải cứu nông sản hình như là có bò heo gì nữa mà.
nông sản. Mọi người đã đến để có thể mua nông sản với giá 0 đồng và ủng hộ cho bà con. Đây, cô đang ủng hộ rồi cho chương trình giải cứu nông sản này ạ. Đây. Chị Phạm Kim Dung ơi, nãy giờ có rất là nhiều bạn hỏi thăm nè chị ơi. Hỏi thăm là chị đâu? Đây, muốn gặp chị, nãy giờ có nhiều bạn muốn gặp chị lắm đây ạ. Đây, bà chị Phạm Kim Dung có thể chào, gửi lời chào tới các bạn của Fanpage Hồ Việt Nam đúng không ạ? Các bạn có thấy là cà rốt rất là tươi ngon không? Và nếu mà các bạn có thời gian, nếu mà có thời gian thì các bạn ghé qua 6 đê Trường Sa, từ đây đến trưa chắc cũng còn hàng để có thể lấy về và bữa cơm trưa nay, bữa cơm chiều nay sẽ có thêm tình nghĩa, hoặc là chúng ta có thể xay cà rốt ra cũng rất là tốt cho sức khỏe. Ôi trời, em thôi chỉ có chỉ có 0 đồng thôi nha mọi người, và các bạn vẫn có thể tiếp tục ủng hộ cho chương trình nha. Đây là thùng từ thiện quyên góp ạ. Chương trình chia sẻ cùng Hải Dương giải cứu nông sản cho bà con Hải Dương mùa Covid nha. Đây, địa chỉ là công ty Sen Vàng, 6D Trường Sa, 17 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tốn rồi với mẹ là tốn. Chị còn bay có mấy con bay nữa, nữa con bay ạ. Hai má thì mệt thiệt luôn á. Đây đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Ơi, cà rốt nè cô. Đạo diễn Hoàng Nam đây đang mang nông sản đến cho. Hiện tại thì bắp cải đã hết rồi cho nên là chỉ còn mỗi cà rốt. Dạ. Dạ với giá 0 đồng ạ. Thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem và theo dõi cũng như là ủng hộ cho Fanpage Hồ Việt Nam nha. Còn khá nha, sáng giờ thì đã bán được rất là nhiều. Đây. Mấy con lấy cà rốt không ạ? Này. Bất kỳ ai đến mua cũng được nha, tại vì chúng mình chỉ bán với giá là 0 đồng thôi. Đây là đạo diễn Hoàng Nhật Nam nha. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nha, đây là người đứng sau. Đây là tổng đạo diễn của rất là nhiều chương trình lớn như là Hoa hậu Việt Nam, Miss World Việt Nam. Đồng sao nha, đồng sao nha. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam là người đứng sau rất là nhiều chương trình nha mọi người. Ví dụ như là Hoa hậu Việt Nam, Miss World Việt Nam. Rồi, đây nè. Cảm ơn cô gái Hà Lan nha. Đây bà con Hải Dương. Rồi, công ty Sen Vàng cũng như là các bạn Á Hậu cũng gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả những bà con Hải Dương nha. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Đừng quên tiếp tục theo dõi Fanpage Hồ Việt Nam nha, để có thể biết được những hoạt động tiếp theo của các bạn Á Hậu, Hoa Hậu. Rồi, bạn Nguyễn Ngọc Hùng ơi, mình uống nước rồi nha, không sao đâu bạn, cảm ơn bạn.
bạn Vivi Hậu Kiều Loan đang tiếp tục đóng gói cho người dân nha. Các bạn ơi đừng quên nha, đừng quên ghé công ty Sen Vàng, địa chỉ là 6D Trường Sa, quận Bình Thạnh nha. Đây có sự xuất hiện của rất là nhiều. Đây bà chùm hoa hậu, đây chị Phạm Kim Dung nha, đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Đây bên cạnh là Á hậu Thúy An, đây là hậu Diễm Trang, bà chùm hậu Phạm Kim Dung, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Phương Anh và Hoa Khôi Thúy Vi. Đây vẫn còn rất nhiều cà rốt nha, và mọi người đang mang đây đây đây, mọi người đang chuyển xuống, mọi người đang chuyển xuống ạ. Đây là các bạn nhân viên của công ty Sen Vàng nha, đang chung tay hợp sức và chuyển số lượng nông sản còn lại xuống để có thể bán cho người dân. Đây chỉ với giá 0 đồng thôi nha mọi người, chỉ với giá là 0 đồng thì các bạn coi có một bịch cà rốt giá 0 đồng mà có một bịch cà rốt đầy vô cùng tươi ngon, được lấy từ Hải Dương nha. Tụi mình đã mua lại tổng cộng là 5 tấn, gần 5 tấn nha. Bạn Thinh Minh ơi, hôm nay có sự xuất hiện của bà chùm hoa hậu chị Phạm Kim Dung nha, tổng giám đốc công ty Sen Vàng. Rồi, đạo diễn Hoàng Nhật Nam là đạo diễn, tổng đạo diễn của rất là nhiều chương trình lớn như là Hoa hậu Việt Nam nè, cuộc thi Miss World Việt Nam. Đây, đây anh Hoàng Nhật Nam. Rồi, có sự xuất hiện của Á hậu Thúy An đây, Á hậu Diễm Trang đây. Đó, này, các bạn đã làm việc rất là năng suất từ lúc mà 7-8 giờ sáng tới giờ nha. Á hậu Kiều Loan của chúng ta nè, Á hậu Kiều Loan ơi, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Phương Anh, Á hậu Kiều Loan, Hoa Khôi TV nè. Chào mọi người nha. Đây các bạn vẫn đang tiếp tục làm nha mọi người, đã mấy tiếng đồng hồ rồi ạ. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng cho nên là các bạn cũng tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, cho nên ai cũng sẽ phải đeo khẩu trang nha, cho nên không tiện đeo khẩu trang các bạn thông cảm nha. Cảm ơn cô gái Hà Lan. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành tình cảm cho các bạn của Á hậu, Hoa hậu trong thời gian qua nha. Này, rất là nhiều nha, vẫn còn rất tươi và ngon nha. Tất cả đều được mang từ Hải Dương về nha. Rất nhiều luôn. Đây, bạn Nguyễn Bùi Văn Dũng thì số lượng nông sản này thì tụi mình đã được công ty Sen Vàng mua lại và tụi mình sẽ bán với giá là 0 đồng với mục đích là để có thể giúp tiêu thụ những sản phẩm này một cách dễ dàng hơn và để cho những người ở những tỉnh khác có thể được thưởng thức những nông sản tươi ngon của Hải Dương với giá chỉ 0 đồng. Nhưng mà thay vào đó thì các bạn vẫn có thể tiếp tục và ủng hộ bằng cách là quyên góp đây ạ. Đây thì đa phần mọi người đều đến đây và mua, mặc dù là mua nông sản với giá 0 đồng nhưng mà họ đã có thể ủng hộ ít thôi, 1.000, 2.000, 5.000 cũng có, 50. Đây ạ. Đây, mọi người đã ủng hộ đây đó. Bao nhiêu tiền cũng được ạ, bao nhiêu tiền cũng được. Mục đích là có thể giúp, vừa giúp nãy giải cứu nông sản cho bà con Hải Dương mà cũng có thể quyên góp một số tiền để hỗ trợ cho Hải Dương, cho những người dân ở Hải Dương có thể trải qua được cái những khó khăn trong mùa bệnh dịch Covid-19 ạ. Dạ. Bé Lê ơi, tụi mình đang bán ở công ty Sen Vàng, địa chỉ là 6D Trường Sa, quận Bình Thạnh nha, phường 17 ạ. Thành phố Hồ Chí Minh nha. Các bạn ơi, còn rất là nhiều cho nên là nếu có thời gian thì hãy ghé qua công ty Sen Vàng, địa chỉ là 6D Trường Sa nha. Quận Bình Thạnh ạ, thành phố Hồ Chí Minh. Đây các bạn ạ. Á hậu đây đang mang
nông sản đến cho người dân. Đây. Đó. Đây. Đây. Rồi hồi nãy xin sách bị mà không có tiền lẻ dạ dạ. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều ạ. À. Rồi cảm ơn chú rất là nhiều ạ. À. Cảm ơn chú ạ. À. Chú mang cà rốt về em cảm ơn ạ. À. Đây, Thúy Vi. Đây, Thúy Vi đã bán với giá 0 đồng cho chú. Nhưng mà thay vào đó thì chú đã ủng hộ 100 ngàn cho bà con Hải Dương nha. Đây. Đây, là diễn hợp Nhật Nam. Đây, Hoa Khôi Thúy Vi. Còn rất là nhiều nha mọi người, tổng số lượng là 5 tấn nha, số lượng là 5 tấn nha. Đúng rồi mọi người, ai mình đang sinh sống tại khu vực Bình Thạnh hoặc là trong thành phố Hồ Chí Minh, nếu có dịp thì hãy ghé qua đây nha, rất gần luôn. Đây, còn rất là nhiều nha. Tụi mình đã mua tổng cộng là 5 tấn rồi nha, nhưng mà tụi mình chỉ bán lại cho mọi người với giá là 0 đồng thôi ạ. À. Thay vào đó đây, mọi người đã trả tiền bằng cách là quyên góp. Cảm ơn Ngọc Thịnh rất nhiều à. Công ty Xanh Vàng cũng xin cảm ơn bạn nha. Không chỉ các bạn Á Hậu, Hoa Hậu mà còn có rất là nhiều nhân viên của công ty Xanh Vàng đây đang đóng gói đây ạ. Các bạn đừng quên ghé ở đây nha. Đừng quên ghé ở đây công ty Xanh Vàng. Đây, có rất nhiều luôn. Đây, các cô chú đã có mặt ở đây từ rất sớm. Đây, có rất là nhiều người đang đông. Cảm ơn bạn Hoàng Hà nha. Đây. Mặc dù là thời tiết ở Sài Gòn khá là nóng, bây giờ đang là rất là mùa này rất là nóng, nắng, nhưng mà các bạn đây, có rất là nhiều. Đây các bạn vẫn đang rất là, và thời tiết rất khá là nóng nha, nhưng mà các bạn vẫn chăm chỉ làm việc vì mục đích cao cả. Đây là một hành động vô cùng ý nghĩa. Đây mọi người lại tiếp tục đến ủng hộ đây ạ. À. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. À. Dạ đây ạ. À, đây ạ. À. Rồi chú để đó rồi, cảm ơn chú ạ. À. Rồi đây Á Hậu Thúy An và Hậu Diễm Trang đây à. Rồi cảm ơn. Cảm ơn bạn Ngọc Đan Thanh nha. Nếu có dịp thì bạn hãy ghé nha. Không sao rồi, vì trong tương lai sẽ còn rất là nhiều hoạt động đồng hành cùng với các bạn Hoa Á Hậu Việt Nam. Cho nên là bạn hãy tiếp tục theo dõi fanpage của Hoa Hậu Việt Nam để không bỏ lỡ tất cả những hoạt động ý nghĩa này nhé. Đây, đó, mọi người tiếp tục đến ủng hộ đây ạ. À. Đây, thùng tiền của chúng ta bây giờ đã càng ngày càng đầy rồi nha. Tổng số tiền này chúng mình sẽ công bố trên fanpage Hoa Hậu Việt Nam sau nhé. Mọi người cứ yên tâm ạ. À. Nông sản không đồng ạ. À. Nông sản không đồng đây ạ. À. Đạo diễn Hoa Nhật Nam đang rao nông sản đến từ Hải Dương với giá là không đồng ạ. À. Nông sản không đồng Hải Dương với giá là đồng. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi fanpage Hoa Việt Nam nha. Trong khi chờ đợi sắp tới mình vẫn nên duy trì sức khỏe tập tạ để chúng ta có sức khỏe diễn ra chống lại bệnh dịch. Yeah. Đây cũng là tổng đạo diễn của đây cũng là tổng đạo diễn của một số cuộc thi lớn như là Hoa Việt Nam nè, Miss World Việt Nam nha các bạn. Đây đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ. À. Đây. Còn rất nhiều nha,
đừng quên ghé nha mọi người. Công ty Sen Vàng là địa chỉ 6D Trường Sa, phường 17 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Giá không đồng cũng có nghĩa là tụi mình đã tặng cho những người dân đây. Đây, công ty Sen Vàng phối hợp cùng với rất là nhiều bạn hoa ở hậu đã thu mua lại gần 5 tấn nông sản bao gồm cà rốt và bắp cải, và hiện tại thì bắp cải đã hết, chỉ còn cà rốt thôi. Và tụi mình đã thu mua, thay vì bán như bình thường thì tụi mình sẽ bán với giá là không đồng. Đây cũng giống như là việc là cho tặng cho những người quan tâm chương trình, và thay vào đó thì mọi người có thể ủng hộ bao nhiêu tiền, 1.000, 2.000, 5.000 hoặc là nhiều hơn, 100.000 cũng có thể được ở đây. Số tiền nó đã được cho vào phần từ thiện ạ. Đúng rồi nha bạn Ngọc Đan Thanh, tất cả đều là hàng mà tụi mình lấy từ Hải Dương về nha, không sợ là hàng kém chất lượng hay là cái gì đâu. Hàng này không phải là hàng kém chất lượng hay gì nha, đều tất cả đều được chọn lọc đàng hoàng ạ. Mặc dù là buôn bán với giá, mặc dù là mình bán lại với giá không đồng để giúp đỡ người dân Hải Dương, nhưng mà tất cả đều được chọn lọc kỹ càng ạ. Vì tụi mình cũng rất là muốn đưa đến những cái thực phẩm tươi ngon tốt nhất cho những người đến mua hàng ạ. Cảm ơn bạn Trần Kim Ngân. Đây. Các bạn Hoa Á Hậu tiếp tục làm việc nhé. Rồi. Và thì bây giờ thì livestream cũng xin được phép khép lại ạ. Hẹn gặp lại mọi người trong những hoạt động tiếp theo của Hoa Hậu Việt Nam. Các bạn đừng quên theo dõi và like fanpage Hoa Hậu Việt Nam để có thể tiếp tục theo dõi những hoạt động sắp tới của các bạn Hoa Hậu, Á Hậu nhé. Rồi. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn, chúc các bạn có một ngày tốt lành nhé.